và nó hình thành cái túi axit. Túi axit sẽ thường xuất hiện sau bữa ăn khoảng 15 phút. Trong trường hợp túi axit có kích thước lớn và gần thực quản thì sẽ có tăng nguy cơ trào ngược dịch chứa axit lên trên thực quản và gây tổn thương niêm mạc tại thực quản. Về phân loại bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì các triệu chứng trên lâm sàng sẽ được chia ra làm hai nhóm chính là những biểu hiện tại thực quản, thứ hai là những biểu hiện ngoài thực quản. Những biểu hiện tại thực quản bao gồm những cái triệu chứng điển hình của bệnh trào ngược như là ợ chớ, ợ nóng. Một số các trường hợp bệnh nhân có biểu hiện đau ngực nhưng mà liên quan đến trào ngược chứ không phải là do tim mạch. Các triệu chứng khác liên quan tới việc xuất hiện các biến chứng tại thực quản như là viêm thực quản ở các mức độ khác nhau do trào ngược, hẹp thực quản, Barrett thực quản hoặc ung thư thực quản. Biểu hiện ngoài thực quản sẽ được chia ra làm hai nhóm là những triệu chứng có liên quan tới trào ngược dạ dày thực quản và thứ hai là nhóm mà triệu chứng chỉ được xét là có nghi ngờ liên quan tới bệnh lý trào ngược. Những triệu chứng liên quan tới trào ngược dạ dày thực quản đã được xác định như là ho mãn tính, viêm thanh quản mãn tính, viêm thanh quản do trào ngược, hen hay là mài mòn răng do trào ngược. Một số các bệnh lý được nghi ngờ là có liên quan tới trào ngược bao gồm có viêm họng, viêm xoang, sơ hóa phổi, viêm tai dữa tái phát. Về triệu chứng của bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì nó rất là đa dạng và nó gặp rất nhiều trong những cái bệnh lý của đường tiêu hóa trên. Người ta thấy có cái sự trùng hợp giữa các triệu chứng của bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản với những bệnh nhân bị hội chứng ruột kích thích hay là bệnh khó tiêu chức năng. Trong những cái triệu chứng trên lâm sàng thì triệu chứng ợ nóng và ợ chớ là hai triệu chứng đặc hiệu. Và cái hai cái triệu chứng này rất là quan trọng đóng góp trong cái quá trình mà bác sĩ chẩn đoán cho bệnh nhân. Về ợ nóng, đó là cái cảm giác nóng rát ở vùng mũi ức. Cảm giác này có thể lan dọc sau xương ức đến tận cổ. Triệu chứng ợ nóng thường xuất hiện sau khi bệnh nhân ăn một cái bữa ăn có kích thước khối lượng thức ăn lớn. Hoặc là bệnh nhân nằm sau, ngay sau khi ăn, bệnh nhân ngồi cúi gập người về phía trước. Những triệu chứng này có thể giảm khi mà bệnh nhân dùng thuốc trung hòa axit. Về chớ là biểu hiện trên lâm sàng là những sự trào ngược thức ăn ở dạ dày lên vùng hầu họng. Bệnh nhân sẽ có cảm giác chua, có một số bệnh nhân có cảm giác nóng ở cổ hoặc ở miệng. Và trong một số trường hợp thì cũng có thể xuất hiện một cái phần thức ăn không tiêu ở miệng. Các cái hoạt động cúi thấp, cúi người về phía trước hay những vận động gây tăng áp lực thành ổ bụng đều có thể gây triệu chứng ở chỗ xuất huyết hoặc là nặng hơn. Về chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản thì chúng tôi sẽ chia ra làm hai nhóm chính, đó là những chẩn đoán mà hoàn toàn dựa vào lâm sàng. Nhất là chẩn đoán dựa vào cái tiền sử và cái triệu chứng của bệnh nhân. Thứ hai là chẩn đoán dựa bằng cái điều trị thử. PPI là một thuốc tác dụng ức chế cái quá trình tiết axit tại dạ dày. Và phần thứ hai là cái chẩn đoán dựa theo cái cận lâm sàng, gồm có nội soi dạ dày thực quản và các phương pháp đánh giá chức năng tại thực quản khác. Chẩn đoán trên lâm sàng thì có rất là nhiều những bộ câu hỏi được sử dụng để áp dụng cho việc chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản trên lâm sàng. Những bộ câu hỏi gần khi là bộ câu hỏi mà được sử dụng rộng rãi. Các bác sĩ sẽ dựa vào cái triệu chứng của bệnh nhân, ví dụ như ợ nóng, ợ chua, các cảm giác buồn nôn, khó thở về đêm và cái tần suất xuất hiện triệu chứng này trong tuần vừa rồi với cái số điểm tương ứng. Với những bệnh nhân mà có điểm chung, điểm tổng cộng trên 8 thì có khả năng bị gọt cao đến hơn 80%. Đây là một phương pháp khá chính xác áp dụng để chẩn đoán bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản trên lâm sàng. Ngoài ra nó còn có tác dụng giúp bác sĩ theo dõi quá trình đáp ứng điều trị của bệnh nhân. Từ chẩn đoán trên lâm sàng thứ hai đó là điều trị thử bằng PPI. PPI như đã nói trước đó là một cái thuốc ức chế axit ở trong dạ dày. Và theo khuyến cáo của Hiệp hội Tiêu hóa Mỹ năm 2013 thì việc chẩn đoán gợt có thể được xác định khi bệnh nhân có triệu chứng đặc trưng như ợ chớ, ợ nóng. Theo đó là bệnh nhân sẽ được điều trị PPI theo kinh nghiệm, tức là điều trị một liều chuẩn một lần một ngày trong thời gian 8 tuần thì có khả năng để chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản với độ nhạy và độ đặc hiệu khá là lớn. Vai trò của nội soi dạ dày trong chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản đó là chúng tôi dựa vào đấy để đánh giá cái tổn thương tại thực quản do cái dòng trào ngược. Nhiều phân loại đã được áp dụng, tuy nhiên phân loại theo
Los Angeles là phân loại được sử dụng khá phổ biến. Dựa trên phân loại này thì những tổn thương loét đại thực quản sẽ được chia làm 4 mức độ A, B, C, D. Nó dựa theo kích thước của tổn thương niêm mạc và cái chu vi của cái vùng niêm mạc bị tổn thương. Trong đó mức độ A là nhẹ nhất và mức độ C, D là nặng hơn. Tuy nhiên, nội soi dạ dày không phải là một cái thủ thuật, một cái xét nghiệm thường quy phải dùng để chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản. Bởi vì khi mà nghiên cứu trên số lượng bệnh nhân lớn và trên nhiều nghiên cứu thì nhận thấy rằng là những bệnh nhân bị trào ngược dạ dày thực quản khi được tiến hành nội soi dạ dày thì có tới 60 đến 70% là bệnh nhân sẽ không có loét đại thực quản. Đây thẻ này chiếm gọi là N chiếm từ trên cái sơ đồ này là chiếm khoảng 60 đến 70%. Và những trường hợp bệnh nhân có loét đại thực quản thì cũng khá khiêm tốn, chỉ có 20 đến 30% ở các mức độ khác nhau. Các trường hợp xuất hiện các biến chứng đại thực quản thì thấp hơn nữa. Khuyến nghị để tiến hành nội soi dạ dày trong khi chẩn đoán bệnh nhân GERD thì thường được áp dụng với những bệnh nhân lớn tuổi, những bệnh nhân có nguy cơ bị biến chứng hoặc là những bệnh nhân mà có cái triệu chứng sau khi điều trị PPI 4 tuần mà không thấy đỡ hoặc là đỡ rất ít. Các hiệp hội tiêu hóa trên thế giới thì đều thống nhất rằng là nếu như bệnh nhân đến với bác sĩ mà có dấu hiệu báo động, tức là cái dấu hiệu nguy hiểm thì cần phải tiến hành nội soi khi mà chẩn đoán GERD. Đó là bệnh nhân có triệu chứng khó nuốt tiến triển, tức là nuốt khó nuốt, cái triệu chứng này nó tăng dần. Bệnh nhân nuốt đau, bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, bao gồm có đi ngoài phân đen hoặc là nôn ra máu. Bệnh nhân có giảm cân, và cái lưu ý này là cái giảm cân là không phải do là bệnh nhân cố tình làm, không phải do bệnh nhân mong muốn làm, mà đây là giảm cân không rõ nguyên nhân. Các trường hợp thiếu máu, thiếu sắt đặc biệt có giá trị khi mà cái triệu chứng này mới xuất hiện, hay là cái tiền sử gia đình bệnh nhân có nguy cơ bị ung thư dạ dày, ung thư thực quản. Về tiền sử gia đình thì đặc biệt có giá trị ở những cái người mà có quan hệ rất là gần với bệnh nhân, gọi là mối quan hệ thứ nhất ấy, bao gồm có bố mẹ, anh em chị em ruột. Đối với những bệnh nhân vừa điều trị một cái đợt thuốc, khi bác sĩ khai thác là những thuốc này có thể ảnh hưởng tới dạ dày tái tràng, có thể gây loét. Ví dụ như trên lâm sàng hay dùng là cái thuốc chống viêm đông steroid để điều trị bệnh khớp, thì những trường hợp này bệnh nhân có triệu chứng thì nên được soi dạ dày tái tràng. Ngoài ra trong quá trình nội soi thì nếu mà phát hiện đi tổn thương, người ta có thể tiến hành sinh thiết để đánh giá những loạn sản, những bất thường hoặc là những trường hợp mà nghi ngờ ung thư. Các xét nghiệm khác được dùng để chẩn đoán trong dạ dày thực quản đó là đo chức năng thực quản. Trong các cái xét nghiệm để đánh giá đo chức năng thực quản thì đo pH thực quản 24 giờ rất là có giá trị. Phương pháp này là bác sĩ sẽ sử dụng một cái ống dài nhỏ đưa qua mũi, qua vùng hầu họng và đưa xuống tận thực quản và dạ dày của bệnh nhân. Tại cái đậu các điểm thực quản và dạ dày thì ta sẽ đo được cái pH dựa trên cái đầu ghi nhận của cái ống này. Đây là một phương pháp rất có giá trị để chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản với độ nhạy và độ đặc hiệu rất là lớn. Test thực quản 24 giờ cho phép các bác sĩ đánh giá cái thời gian và tần số thực mà niêm mạc thực quản tiếp xúc với dạ dày. Và điều này đặc biệt có ý nghĩa nếu như mà cái thời gian niêm mạc thực quản tiếp xúc với axit của dạ dày nó liên quan đến cái triệu chứng trên lâm sàng của bệnh nhân. Ví dụ như các bạn nhìn cái hình ở dưới này, đây là một trường hợp bình thường. Thì đa số là pH được đo tại thực quản là có giá trị là từ khoảng 6 đến 8. Và cái khi mà cái điểm pH xuống thấp 2, 4 này thì nó rất là ít và thoáng qua. Tuy nhiên ở những bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản, tại cái thời điểm là 11 giờ đêm cho tới 1 giờ sáng, thì ta thấy rằng cái pH thực quản xuống thấp và thời gian rất là lâu. Cái điều này rất là có giá trị nếu như ta khai thác lại bệnh nhân. Tại cái thời điểm từ 11 giờ đêm này đến 1 giờ sáng này, bệnh nhân có triệu chứng ợ chớ, ợ nóng, thì điều này rất là có giá trị để chẩn đoán GERD. Tức là cái triệu chứng trên lâm sàng nó phù hợp với cái lúc mà thực quản bị dòng trào ngược axit tác động. Ngoài ra đo pH thực quản còn có khả năng đánh giá cái khả năng đẩy dòng axit của thực quản xuống dạ dày. Trên thực hành lâm sàng, người ta hay sử dụng cái phương pháp đo pH thực quản này ở những trường hợp mà bệnh nhân chưa được chẩn đoán rõ, thì sẽ áp dụng biện pháp khi bệnh nhân không được điều trị PPI, tức là bệnh nhân hoàn toàn không dùng thuốc
ức chế tiết axit, hoặc nếu bệnh nhân đã dùng rồi thì sẽ ngừng khoảng 7 ngày để tiến hành đánh giá PET thực quản 24 giờ, giúp để chẩn đoán những trường hợp mà chưa rõ. Còn trường hợp thứ hai là bệnh nhân vẫn tiếp tục được dùng thuốc ức chế tiết axit là on PPI, là dành cho những bệnh nhân mà điều trị chẩn đoán giọt chính rồi nhưng mà bệnh nhân điều trị không có hiệu quả, nghi ngờ và kháng trị. PET thực quản còn có giá trị rất là lớn để đánh giá cái việc phẫu thuật cho bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản, và các khuyến cáo đưa ra rằng là không nên phẫu thuật cho bệnh nhân nếu như bệnh nhân được đo pH thực quản mà có giá trị bình thường thì không nên tiến hành phẫu thuật để điều trị trào ngược dạ dày thực quản. Về đo áp lực và nhu động thực quản cũng là kỹ thuật tương tự, dùng catheter nhỏ qua mũi họng đặt vào thực quản và dạ dày, và người ta sẽ qua cái kỹ thuật này sẽ cho đánh giá cái áp lực trong lòng thực quản, hoạt động của cơ thắt thực quản, chức năng của cơ thắt. Vai trò chính của cái xét nghiệm này là loại trừ những cái bệnh lý nó liên quan đến rối loạn nhu động thực quản, là một trong cái chẩn đoán mà rất hay được đặt ra khi mà chẩn đoán phân biệt đối với bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Một số xét nghiệm khác cũng được sử dụng trong chẩn đoán giọt, đó là xét nghiệm pepsin ở trong nước bọt. Đây là một loại enzyme được sinh ra do pepsinogen được hoạt hóa dưới tác động của acid chlorhydric, và việc xuất hiện pepsin trong nước bọt dạ dày chỉ xuất hiện khi mà bệnh nhân có trào ngược từ dạ dày lên thực quản lên vùng hầu họng. Đây là một xét nghiệm nhanh và không xâm lấn, nó được áp dụng cho những bệnh nhân mà không có điều kiện để tiến hành cái xét nghiệm khác. Và trong các nghiên cứu tổng kết thì cái bệnh nhân gọt mà có pepsin dương tính trong nước bọt thì chiếm tỷ lệ khá cao, có thể lên tới 90%. Để chụp baris thực quản, đó là cho bệnh nhân uống thuốc cản quang sau đó chụp cái thực quản, thì hiện nay ít có giá trị để chẩn đoán gọt mà thường áp dụng để chẩn đoán những cái biến chứng do trào ngược dạ dày thực quản. Một số xét nghiệm khác như đo điện xuất niêm mạc thực quản được áp dụng để đánh giá khả năng dẫn điện của niêm mạc thực quản, và trên cái lý luận rằng là khi niêm mạc thực quản tổn thương thì cái khả năng đo điện xuất dẫn điện của niêm mạc thực quản nó có sự thay đổi. Đây là một cái bảng mà chúng tôi có tổng kết qua về các cái phương pháp dùng để chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản. Ví dụ như là điều trị PPI theo kinh nghiệm thì nên được áp dụng ở những bệnh nhân có triệu chứng điển hình ợ chớ ợ nóng, nhưng mà không nên áp dụng nếu mà bệnh nhân lại có kèm theo các triệu chứng báo động như tôi vừa liệt kê ở phía trên. Ngoài ra là ngay cả những bệnh nhân đã điều trị PPI nhưng mà không đạt được cái kiểm soát triệu chứng, tức là kết quả âm tính, thì cũng không có nghĩa là bệnh nhân này không bị gọt. Chụp baris thực quản thì cũng để đánh giá những cái biến chứng chính của bệnh, chứ không phải là để đánh giá cái xuất hiện cái biến chứng như là xuất hiện cái vòng thực quản, cái hẹp thực quản, chứ không phải để có giá trị để chẩn đoán. Nội soi dạ dày thực quản thì nên được áp dụng ở những bệnh nhân có triệu chứng báo động, những bệnh nhân lớn tuổi, những bệnh nhân có nguy cơ của biến chứng trào ngược dạ dày thực quản, hay là bệnh nhân không đáp ứng được PPI. Đo áp lực thực quản là như được trình bày, đó là đánh giá những cái tổn thương do co thắt thực quản và trào ngược, theo dõi dòng trào ngược như đã trình bày ở trên, đúng chính là đo pH thực quản 24 giờ thì rất có giá trị khi thấy có sự tương quan giữa triệu chứng trên lâm sàng của bệnh nhân và niêm mạc thực quản bị tiếp xúc với axit bất thường, được chỉ định khi mà trường hợp bệnh nhân có nghi ngờ chẩn đoán, hoặc là khi bệnh nhân đã được chẩn đoán nhưng có biểu hiện là kháng trị, là không đáp ứng với điều trị thông thường. Về biến chứng của trào ngược dạ dày thực quản thì gồm có viêm thực quản ở các mức độ khác nhau như tôi vừa trình bày ở trên, có thể xuất hiện chít hẹp thực quản, Barrett thực quản, ung thư thực quản, xuất huyết tiêu hóa. Về khái niệm Barrett thực quản thì đó là việc xuất hiện, đó là trường hợp mà cái biểu mô của thực quản, đó là biểu mô vẩy, bình thường nó là biểu mô vẩy nhưng nó bị thay thế bằng biểu mô hình trụ ở dưới đoạn, thường nó xuất hiện ở dưới đoạn tiêu hóa dưới. Và Barrett thực quản này với cái tổn thương kích thước khác nhau thì có nguy cơ dẫn đến ung thư thực quản. Chúng ta cũng cần chẩn đoán phân biệt trào ngược dạ dày thực quản với một số các bệnh lý của thực quản khác, như là viêm thực quản do nguyên nhân do thuốc, do vi khuẩn, do xạ trị, hay là những cái bệnh lý do liên quan đến co thắt thực quản, những bệnh lý của dạ dày đá tràng, trong đó đặc biệt quan trọng là bệnh nhân ung thư dạ dày, những cái chứng khó tiêu như khó tiêu chức năng, ợ hơi chức năng và thực quản tăng nhạy cảm, chứ không phải là do trào ngược dạ dày thực quản. Gọt là một bệnh khá phổ biến với tỷ lệ mắc ở châu Âu và châu Mỹ
khá cao. Tuy nhiên, những bệnh nhân về trào ngược dạ dày thực quản tại vùng châu Á-Thái Bình Dương thì có đặc điểm riêng. Điều này cũng đã được nhấn mạnh tại khuyến cáo về điều quản lý và điều trị GERD của Hiệp hội Tiêu hóa châu Á-Thái Bình Dương năm 2016. Và cái đặc điểm về bệnh nhân GERD ở vùng châu Á khác với vùng châu Mỹ và châu Âu thì nó ảnh hưởng lớn đến cái việc mà bác sĩ chẩn đoán cho bệnh nhân, điều trị cho bệnh nhân và theo dõi bệnh nhân. Vì vậy tôi xin được trình bày một số cái đặc điểm chính đã được khuyến cáo. Đó là tỷ lệ bệnh nhân GERD đang có xu hướng gia tăng ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Và điều này có lẽ là liên quan tới việc thừa cân béo phì cũng đang làm cái xu hướng gia tăng cái thời điểm gần đây của vùng này. Thứ hai là những bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản tại vùng châu Á-Thái Bình Dương chủ yếu là thể nhẹ. Trong đó khi soi dạ dày thực quản thì thường là không phát hiện những loét tại thực quản, hay còn gọi là nợt, chiếm với tỷ lệ rất là cao từ 80 cho đến hơn 90%. Tỷ lệ bệnh nhân GERD trong dạ dày thực quản có tổn thương loét tại thực quản thì có gia tăng, tuy nhiên nó gia tăng chủ yếu là gia tăng cái thể nhẹ thôi. Theo phân loại của Los Angeles thì nó chủ yếu là loại A, với các công bố của các nghiên cứu khác nhau là chiếm từ 50 tới 90%. Các cái số liệu về nghiên cứu đánh giá GERD, cái biểu hiện ngoài thực quản GERD ở châu Á thì ít, nhưng mà qua những cái số liệu này thì có vẻ như là tỷ lệ mắc, tỷ lệ bệnh nhân bị triệu chứng GERD, bị triệu chứng ngoài thực quản do GERD tại vùng châu Á Thái Bình Dương thì tương đối là thấp. Tiếp đến chúng ta sẽ đến một cái phần rất là quan trọng, đó là phần điều trị trong một dạ dày thực quản. Thứ nhất là mục tiêu thứ nhất đối với việc trào ngược dạ dày, điều trị trào ngược dạ dày thực quản, tức là phải cải thiện triệu chứng, giúp bệnh nhân không còn triệu chứng, đưa bệnh nhân trở lại cuộc sống với chất lượng tốt, chất lượng cuộc sống bình thường. Thứ hai là nếu như bệnh nhân có loét thực quản thì tiến hành điều trị loét. Thứ ba là phải ngăn ngừa những cái biến chứng, và nếu mà xuất hiện biến chứng thì phải quản lý tốt những cái biến chứng này. Thứ tư, trào ngược dạ dày thực quản là một bệnh rất hay tái phát, nên phải có cái mục tiêu là duy trì sự ổn định của bệnh lâu dài, tránh tái phát với cái chi phí hợp lý cho bệnh nhân. Trong phần điều trị sẽ có 3 phần chính, đó là thay đổi lối sống, thứ hai là phương pháp dùng thuốc, và thứ ba là phẫu thuật. Phần điều trị không dùng thuốc hay còn gọi là thay đổi lối sống là một cái phần rất là quan trọng và được áp dụng cho tất cả các bệnh nhân bị GERD ở các mức độ bệnh lý khác nhau. Theo các nghiên cứu, theo các thống kê, các nghiên cứu và các cái khuyến cáo của các hiệp hội tiêu hóa trên thế giới thì nó có giá trị đối với những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, còn đối với những bệnh nhân nặng và có biến chứng thì hiệu quả của nó ít hơn nhiều. Tất cả các bệnh nhân sẽ được bác sĩ thường hướng dẫn và điều chỉnh chế độ ăn trước, đó là nên ăn đúng giờ, chia nhiều bữa nhỏ, không nên ăn một bữa ăn có khối lượng thức ăn lớn. Bệnh nhân cũng không nên nằm ngay sau khi ăn, và đặc biệt là bệnh nhân không nên ăn muộn, ăn xong đi ngủ ngay. Những bệnh nhân mà có triệu chứng ợ nóng, ợ chớ, triệu chứng khó chịu vào ban đêm thì rất phải lưu ý cái điểm này, đó là cái bữa ăn tối phải cách cái thời gian đi ngủ ít nhất là 3 tiếng. Phần điều chỉnh lối sống thì còn có một cái rất là quan trọng, đó là trường hợp bệnh nhân béo phì thừa cân thì cần phải được lưu ý giảm cân, và điều này thì cũng đã được ghi nhận trong rất nhiều các nghiên cứu, trong rất nhiều các cái khuyến cáo đều nhấn mạnh cái vấn đề này. Việc tăng cân sẽ làm tăng cái nguy cơ bị GERD, và việc giảm cân sẽ làm giảm nguy cơ bệnh nhân không bị GERD. Ngoài ra cái việc nâng cao đầu giường thì cũng đã được nói đến rất là nhiều. Ở đây tôi xin nhấn mạnh đến nâng cao đầu giường là cái phía đầu giường của bệnh nhân so với chân giường là sẽ tăng, nâng cao lên khoảng 20 đến 25 cm, hoặc là trên cái hình các bạn sẽ thấy là cái gối thì nó sẽ cao và nửa người của bệnh nhân nó sẽ dốc xuống thấp như này, chứ không phải là bệnh nhân chỉ cao đặt một cái gối cao ở ngay vùng cổ thì cái dòng trào ngược nó vẫn có thể xuất hiện từ dạ dày qua lên thực quản và nó sẽ không cải thiện được triệu chứng. Ngoài ra thì bệnh nhân nên nằm nghiêng trái và giảm stress. Cái giảm stress này nói chung
là nó sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình tiết axit tại dạ dày và được ảnh hưởng đến rất nhiều các bệnh lý về tiêu hóa nói chung chứ không chỉ riêng trào ngược dạ dày thực quản. Một câu hỏi mà các bác sĩ khi khám bệnh nhân rất hay được bệnh nhân hỏi là tôi nên ăn cái gì, tôi nên uống cái gì để mà tránh cái trào ngược, để mà điều trị cái trào ngược dạ dày thực quản nó tốt hơn. Những cái thức ăn cay, nhiều gia vị, thức ăn nhiều mỡ, nước ép có vị chua, các cà phê, rượu bia, thuốc lá thì thường được cho rằng là cái nguyên nhân và nó làm ảnh hưởng tới cái bệnh nhân bị trào ngược dạ dày thực quản. Tuy nhiên, với những nghiên cứu gần đây, với rất nhiều các nghiên cứu trên số lượng bệnh nhân rất là lớn và những cái phân tích gộp, tức là phân tích tổng hợp của nhiều nghiên cứu thì thấy rằng là cái ảnh hưởng của chế độ ăn uống, thức ăn, nước uống này đối với bệnh nhân, đối với bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì có thể là không rõ ràng hoặc là không thấy. Vì vậy là các bệnh nhân sẽ là người biết mình ăn cái gì không hợp. Ví dụ như mình ăn một thức ăn hay mình uống một loại nước uống mà làm cho triệu chứng bệnh nó, triệu chứng trào ngược nó khó chịu hơn lên, xuất hiện triệu chứng trào ngược và triệu chứng nó nặng hơn lên thì mình tự biết để không dùng, không ăn, không uống những thứ đó. Sau đây là những cái tuyên bố về quản lý GOT đối với cái phần thay đổi lối sống. Đó là theo khuyến cáo của Hiệp hội Tiêu hóa Châu Á Thái Bình Dương thì tuyên bố thứ 10 tuyên bố là những bệnh nhân tăng cân thì sẽ làm tăng nguy cơ của trào ngược dạ dày thực quản, được giảm cân thì làm giảm nguy cơ của trào ngược dạ dày thực quản. Việc tăng cân sẽ được tính theo chỉ số BMI, đó là cân nặng, chịu cân nặng của cơ thể tính theo kg chia cho chiều cao của cơ thể bình phương, cho nó chiều cao được tính là mét. Với BMI trên 25 được gọi là thừa cân, và lúc đấy bệnh nhân phải biết cái mốc của mình là đến lúc nào thì mình cần phải giảm cân. Tuyên bố thứ 28 là việc giảm cân và nâng cao độ cao đầu giường có thể cải thiện triệu chứng của bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Tiêu hóa Mỹ là những bệnh nhân bị GOT mà bị béo phì, thừa cân thì nên được khuyến cáo giảm cân. Việc nâng cao đầu giường nên được áp dụng một cách chọn lọc ở những bệnh nhân có các triệu chứng ợ chớ ợ, chua khi nằm. Các thay đổi khác như là tránh các bữa ăn muộn, tránh một số thức ăn đặc biệt nên được áp dụng linh hoạt, tùy thuộc vào từng bệnh cảnh lâm sàng, tùy thuộc vào từng bệnh nhân. Phần tiếp theo là phần điều trị nội khoa, đó là những cái thuốc sẽ được sử dụng để điều trị bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản. Hiện nay có rất là nhiều các loại thuốc khác nhau đã được áp dụng, và để tiện cho việc theo dõi thì tôi tạm chia thuốc ra thành 4 nhóm. Nhóm thứ nhất đó là những cái thuốc giảm tiết axit và trung hòa axit. Với những cái thuốc này nó sẽ có tác dụng làm giảm cái mức độ axit trong dạ dày, và vì vậy cái dịch trào ngược từ dạ dày lên thực quản sẽ có cái độ axit yếu hơn thì sẽ ít ảnh hưởng đến triệu chứng của trào ngược dạ dày, triệu chứng gây ra tại thực quản. Hoặc là nếu như bệnh nhân mà có bị loét thì cái dòng trào ngược với độ axit yếu này nó cũng cho phép cái niêm mạc thực quản nó liền tốt hơn. Trong đó sẽ có hai thuốc chính là thuốc giảm tiết axit và thuốc trung hòa axit. Nhóm thuốc thứ hai là các thuốc bảo vệ niêm mạc và tạo thành cái màng ngăn để chống che. Cái màng ngăn này có tác dụng che cái thành phần của dạ dày gồm một thức ăn dịch trong dạ dày, chống trào ngược lên thực quản. Thứ ba là những thuốc tăng cường vận động của dạ dày tại thực quản. Những thuốc này có tác dụng giúp cái thức ăn được từ nhanh chóng từ thực quản xuống dạ dày và từ dạ dày xuống ruột non, nó sẽ làm giảm cái sự trào ngược lại từ thành phần từ dạ dày lên thực quản. Một nhóm thuốc cuối là các thuốc có tác dụng an thần, giảm đau thần kinh trung ương thì tốt cho những bệnh nhân căng thẳng, stress. Về các thuốc giảm tiết axit dạ dày thì có hai nhóm chính, đó là thuốc ức chế bơm proton H cộng và thuốc thứ hai là thuốc kháng histamine H2. Hai thuốc này thì đều có tác dụng là giảm lượng axit được tiết ra. Tuy nhiên theo các cái khuyến cáo cũng như các tuyên bố thì PPI là một thuốc có hiệu quả nhất trong điều trị bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản, kể cả đối với thể có loét tại thực quản hay là không có loét tại thực quản. PPI có nhiều thuốc được sử dụng, trong đó người ta chia ra là thế hệ thứ nhất, đó là những thế hệ thuốc cũ như là Omeprazole, Lansoprazole, và những thuốc thuộc thế hệ thứ hai có hiệu quả tốt hơn, đó là Esomeprazole, Rabeprazole với biệt dược là Paliette hay là Dexlansoprazole. Các nghiên cứu cho thấy những cái thuốc thuộc thế hệ thứ hai thì có khả năng nâng pH của dạ dày, thời gian nâng pH của dạ dày trên 4 tại dạ dày sẽ tốt hơn những cái PPI thuộc thế hệ trước,
Ví dụ như là rapeprazone với hàm lượng 20mg thì phần trăm pH dạ dày tăng trên 4 sẽ là 44%, khi mà so sánh với omeprazole là chỉ là 21%. Các PPI thì cũng sẽ ảnh hưởng khác nhau đến cái việc kiểm soát pH dạ dày trung bình trong 24 giờ. Nếu lấy như omeprazole với chỉ số kiểm soát pH dạ dày là 1 thì rapeprazole có khả năng kiểm soát pH trung bình dạ dày 24 giờ cao hơn 1,8 lần. Ngoài ra, những cái thuốc thuộc hệ sau như rapeprazole khi được nghiên cứu đối đầu với cả pantoprazole thì cũng có khả năng kiểm soát cái trào ngược acid ở bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản, kể cả về thời gian ban ngày lẫn thời gian ban đêm đều cao hơn. Nhóm thuốc trung hòa acid và bảo vệ niêm mạc về cơ chế đó là những thuốc có dạng kiềm và nó sẽ tác động phản ứng hóa học để trung hòa bớt cái dịch acid của dạ dày. Đây là những thuốc có tác dụng nhanh, tuy nhiên thời gian tác dụng ngắn. Vì vậy trên lâm sàng thường được sử dụng để tắt cơn đau, giảm điều trị triệu chứng cho bệnh nhân rất là nhanh. Thứ hai là những thuốc mà có tác dụng tiết ra những chất bảo vệ cái vết loét như sucralfat. Thuốc này thì có tác dụng tại chỗ, ít có tác dụng toàn thân và nó thường được khuyến cáo là dùng cho cái phụ nữ có thai hay là cho con bú vì cái tác dụng toàn thân của nó ít. Anginat là một loại nhóm thuốc mới có khả năng tạo thành cái hàng rào, như trên hình các bạn sẽ thấy là nó tạo thành cái lớp mà nó che phủ các cái thành phần ở dạ dày và chống cái thành phần trong dạ dày trào ngược lên thực quản. Tác dụng giảm triệu chứng của anginat rất là tốt. Theo các nghiên cứu thì nó có thể giảm triệu chứng lớn hơn 5 lần khi mà dùng thuốc trung hòa acid. Và trên lâm sàng, các bác sĩ hay dùng phối hợp anginat kèm với thuốc trung hòa acid thì sẽ có hiệu quả hơn khi mà sử dụng thuốc trung hòa acid đơn thuần. Do cái tác dụng làm giảm triệu chứng nhanh thì nó cũng thường được áp dụng để điều trị phối hợp với PPI. Bởi vì PPI thì cần phải có thời gian có tác dụng chứ không tác dụng nhanh được những cái thuốc trên, giúp bệnh nhân có kiểm soát triệu chứng tốt hơn, để đạt được cái độ hài lòng khi mà tiến hành điều trị cho bệnh nhân. Về các thuốc tăng cường nhu động của dạ dày, đó là những thuốc mà ức chế lên thụ thể serotonin hoặc là dopamine D2 sẽ gây tăng nhu động dạ dày, đẩy thức ăn từ dạ dày xuống ruột non và sẽ làm giảm quá trình trào ngược. Nhiều cái thuốc đã được sử dụng, tuy nhiên do cái việc xuất hiện những tác dụng phụ nên là những cái hiện nay các bác sĩ ưa dùng là cái hoạt chất mosabride, cái biệt dược là gamotin hay là etobride thì nó có ít tác dụng phụ hơn cái nhóm còn lại. Và thuốc này nó điều trị tốt cho những bệnh nhân có triệu chứng buồn nôn, đầy bụng và chứng hơi. Theo tuyên bố thứ 31 của Hội Tiêu hóa Thái Bình Dương, Châu Á Thái Bình Dương thì đã tuyên bố rằng là Kinetic, thuốc tăng nhu động dạ dày thực quản, khi mà dùng đơn trị liệu hay là khi phối hợp với PPI thì có vai trò trong điều trị bệnh nhân trào ngược dạ dày ở châu Á. Và tôi xin nhấn mạnh là cái này nó có vai trò đối với bệnh nhân ở châu Á chứ cũng không thấy cái khuyến cáo của Mỹ hay là châu Âu. Cái này nó có vai trò ở châu Á bởi vì người ta tiến hành nghiên cứu ở bệnh nhân ở Ấn Độ, châu Á thì người ta thấy rằng khi mà dùng PPI phù hợp với cả mosabride hay là gamotin thì nó có ưu thế hơn trong việc điều trị trào ngược dạ dày thực quản so với chỉ việc dùng PPI đơn thuần. Một số các nhóm thuốc mới như là baclofen, đây là thuốc đồng vận với thụ thể GABA, có tác dụng là làm giảm thời gian thư giãn của cơ thắt thực quản dưới, giúp cơ thắt thực quản dưới đóng lâu hơn. Do vậy nó kiểm soát cái dòng trào ngược dạ dày thực quản khá tốt. Và hiện nay với một số các nghiên cứu đã công bố thì nó đặc biệt là có hiệu quả đối với bệnh nhân kháng trị. Trào ngược dạ dày thực quản là một bệnh tái phát, nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của bệnh nhân cũng như là và cái sờ chết cũng ảnh hưởng đến bệnh lý về trào ngược dạ dày thực quản. Vì vậy trong một số trường hợp bác sĩ có thể ứng dụng điều trị một số thêm cái thuốc như thuốc trầm cảm ba vòng, nó tốt cho những bệnh nhân có cái triệu chứng ợ nóng của bệnh nhân tăng nhạy cảm hay là những căng thẳng và stress. Tất cả các đồng thuận hướng dẫn về điều trị GERD trên thế giới cho tới hiện nay thì đều thống nhất rằng PPI là thuốc chính, thuốc nền tảng trong điều trị trào ngược dạ dày thực quản. Và các khuyến cáo này cũng đều đưa ra là với thời gian điều trị khoảng 8 tuần là thường là đủ để có thể kiểm soát triệu chứng của bệnh nhân cũng như là giúp làm liền cái vết vết tại thực quản nếu có. PPI nên được uống cho ăn 30 phút cho đến 60 phút để thuốc có hiệu quả nhất.
với liều bắt đầu có thể dùng một lần một ngày để đạt được đáp ứng của bệnh nhân. Tuy nhiên nếu như bệnh nhân đáp ứng một phần hay là bệnh nhân không đỡ thì có thể cân nhắc thêm các nhóm thuốc khác như đã trình bày ở trên, hoặc là có thể chuyển sang một PPI khác, hoặc là có thể tăng lên 2 lần một ngày. Cái trường hợp tăng lên 2 lần một ngày này thì được, thường được có hiệu quả khi bác sĩ quyết định là thường là do bệnh nhân có thêm cái triệu chứng vào ban đêm. Ở những bệnh nhân đã được dùng PPI 2 lần một ngày thì mà vẫn không đáp ứng thì lúc đấy các bác sĩ cần phải xem xét lại được chẩn đoán có chẩn đoán nhầm không, không phải là GERD, có phải là bệnh lý khác hay là GERD kháng trị. Đối với bệnh nhân tràn ngược dạ dày thực quản sau khi mà đã điều trị ổn định, thông thường là 8 tuần thì bệnh nhân có thể được ngừng thuốc. Tuy nhiên tràn ngược dạ dày thực quản lại là một bệnh rất hay tái phát. Vì vậy nên là cái việc mà quản lý bệnh tràn ngược dạ dày thực quản lâu dài là một vấn đề mà được bệnh nhân cũng như là bác sĩ rất là quan tâm. Và khi đó thì người ta sẽ thường sử dụng PPI với liều thấp nhất có thể đạt được hiệu quả, bao gồm cả điều trị theo nhu cầu hoặc điều trị từng đợt. Việc điều trị liên tục PPI thường thì áp dụng cho một số ít các trường hợp, đó là tái phát liên tục sau khi ngừng thuốc hoặc là xuất hiện các biến chứng nặng. Tôi xin trình bày qua về khái niệm điều trị theo nhu cầu, bởi vì đây là một cái điều trị mà được áp dụng rộng rãi để quản lý điều trị bệnh nhân tràn ngược dạ dày thực quản do cái tính chất của bệnh là hay tái phát. Đó là bệnh nhân sẽ được uống thuốc PPI hàng ngày với cái thời gian đủ để có thể giải quyết được các cái triệu chứng liên quan đến trào ngược. Khi triệu chứng đã được kiểm soát thì bác sĩ sẽ cho bệnh nhân ngừng thuốc, và nếu mà tại thời điểm bệnh nhân có triệu chứng tái phát lại thì bệnh nhân sẽ dùng thuốc hàng ngày cho đến khi hết triệu chứng. Điều trị theo nhu cầu thì được áp dụng rộng rãi do nó ưu điểm là nó tiết kiệm về kinh tế cũng như là đảm bảo cho bệnh nhân dễ tuân thủ với việc điều trị hơn là ngày nào phải điều trị PPI. Đây là một nghiên cứu được tiến hành đối với những bệnh nhân bị tràn ngược dạ dày thực quản nhưng không có loét trong vòng 6 tháng và đánh giá cái việc điều trị theo nhu cầu. Sử dụng PPI điều trị theo nhu cầu thì thấy rằng là việc điều trị theo nhu cầu sẽ làm giảm cái số ngày bệnh nhân cần phải dùng thuốc. Ở đây để ví dụ như là một bệnh nhân điều trị liên tục, đơn giản như là ngày nào bệnh nhân có phải dùng thuốc và đánh giá trong vòng 100 ngày thì bệnh nhân nếu bệnh nhân được điều trị theo nhu cầu bằng Rabies 10mg thì cái số ngày phải dùng thuốc thì khoảng độ 26 ngày. Nếu mà sử dụng Omeprazole thì là 43 ngày. Và nếu mà dùng Rabies 20mg thì cái số ngày trung bình để điều trị là 22 ngày. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cái việc điều trị theo nhu cầu để giúp kiểm soát triệu chứng tốt, tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân, giảm cái ngày điều trị và bệnh nhân dễ tuân thủ hơn. Phần cuối tôi xin nói là về phần phẫu thuật. Như đã nói ở trên thì với đặc điểm tràn ngược dạ dày thực quản tại châu Á Thái Bình Dương thì cái phần phẫu thuật này thì cũng ít được áp dụng để điều trị bệnh nhân tràn ngược dạ dày thực quản. Tuy nhiên tôi cũng xin trình bày một số cái khái niệm cơ bản. Phẫu thuật để điều trị tràn ngược dạ dày thực quản đó là một cái phẫu thuật có thể tiến hành là phẫu thuật mở hoặc là nội soi, trong đó người ta sẽ cuốn cái vùng đáy của dạ dày hay gọi là phình vị này vào cái phần đoạn dưới của thực quản. Cái việc cuốn đáy vị này vào thực quản sẽ giúp làm tăng chênh lệch áp suất giữa dạ dày và thực quản. Người ta có thể cuốn hết cả một vòng đáy vị quanh thực quản, gọi là cuốn 360 độ, gọi là phẫu thuật hoàn toàn, hoặc là chỉ cuốn 3/4, tức là cuốn khoảng 270 độ. Để chỉ định của phẫu thuật sẽ được chỉ định nếu bệnh nhân có điều trị nội khoa thất bại. Bệnh nhân phải điều trị PPI kéo dài nhưng mà bệnh nhân lại không muốn được phải điều trị, nó quá là phiền phức và ảnh hưởng đến bệnh nhân, hay là những trường hợp GERD có biến chứng, những cái thoát vị hoành lớn. Phẫu thuật để điều trị tràn ngược dạ dày thực quản thì nên được tiến hành bởi các phẫu thuật viên có kinh nghiệm và bệnh nhân sẽ phải được đo pH thực quản 24 giờ để loại trừ cái bệnh lý khác. Một phân tích đánh giá về cái hiệu quả về chi phí và kiểm soát triệu chứng giữa việc phẫu thuật và dùng thuốc PPI liên tục thì thấy có kết quả hiệu quả tương đương. Đây là hướng dẫn của Hiệp hội Châu Á Thái Bình Dương năm 2018 về việc quản lý một bệnh nhân tràn ngược dạ dày thực quản có triệu chứng điển hình. Một bệnh nhân đến với một bác sĩ mà có triệu chứng trào ngược điển hình như là ợ nóng, ợ chớ, các bác sĩ sẽ xem xét xem bệnh nhân có triệu chứng báo động không. Nếu như bệnh nhân có triệu chứng báo động thì sẽ được tiến hành nội soi và tiến hành làm test HB, sau đó điều trị theo nguyên nhân tìm thấy. Còn nếu như bệnh nhân đến khám mà lại không có triệu chứng báo động như tôi vừa liệt kê ở trên thì bệnh nhân sẽ được điều trị PPI thử trong 4 tuần. Tại thời điểm điều trị đến 2 tuần hoặc 4 tuần thì người ta sẽ tiến hành kiểm tra lại xem bệnh nhân còn triệu chứng hay không. Nếu như bệnh nhân vẫn còn triệu chứng thì sẽ ngừng
ai ít nhất là một tuần và tiến hành nội soi và đánh giá để điều trị. Còn bệnh nhân có giảm về triệu chứng, tức là có đáp ứng với điều trị, thì sẽ tiến hành điều trị hết đợt. Thông thường sẽ điều trị khoảng 8 tuần. Và sau khi mà kiểm soát được triệu chứng thì người ta sẽ ngừng PPI lại. Nếu mà khi ngừng PPI và bệnh nhân xuất hiện tái phát thì người ta sẽ điều trị lại một đợt nữa. Và người ta sẽ liên tục cho bệnh nhân điều trị theo nhu cầu khi có đợt tái phát. Tuy nhiên khi mà bệnh nhân đang được điều trị theo nhu cầu nhưng lại xuất hiện tái phát quá nhiều lần, xuất hiện các triệu chứng báo động thì lại tiến hành nội soi và điều trị theo cái nguyên nhân tìm thấy. Trong dạ dày thực quản là một bệnh lâu dài hay tái phát, nên sau khi điều trị PPI thành công thì các bác sĩ sẽ hướng tới sử dụng cái liều thấp nhất mà có thể kiểm soát được triệu chứng, bao gồm tùy từng bệnh nhân, tùy từng cảnh lâm sàng mà sẽ duy trì điều trị hàng ngày, điều trị từng đợt hoặc điều trị theo nhu cầu. Sau đây tôi xin về một số các trường hợp thể bệnh đặc biệt của gọt. Thứ nhất là gọt kháng trị. Theo Đồng thuận Châu Á-Thái Bình Dương năm 2016, ở vùng Châu Á-Thái Bình Dương triệu chứng gọt mà gây dai dẳng khó chịu, không đáp ứng với điều trị chuẩn PPI tối thiểu 8 tuần thì có thể được coi là gọt kháng trị. Đứng trước một bệnh nhân được coi là gọt kháng trị thì việc đầu tiên là các bác sĩ phải ước tính xem một điều trị PPI đã đúng chưa, bệnh nhân có tuân thủ điều trị không, bao gồm cách uống. PPI thường được hướng dẫn là uống trước ăn 30 phút, bệnh nhân có uống đúng giờ không, bệnh nhân có uống đủ liều hay không. Sau khi mà đã ước tính cái sự tuân thủ về liệu pháp điều trị PPI thì các bác sĩ sẽ đánh giá thêm những xét nghiệm khác như nội soi dạ dày thực quản, đánh giá thêm các xét nghiệm về chức năng về thực quản, bao gồm có đo pH thực quản. Và một điều rất là quan trọng là phải xem là bệnh nhân có cái rối loạn tâm lý kèm theo hay không. Có rất là nhiều bệnh nhân đến khám với bác sĩ khi mà căng thẳng, stress, lo lắng quá về bệnh tật thì cái việc điều trị cũng không đạt được kết quả. Sau khi đã kiểm soát tất cả những cái yếu tố trên thì người ta sẽ xem xét là có thể phối hợp thêm những cái thuốc thuộc các nhóm khác để hỗ trợ điều trị hoặc là tăng liều PPI và cuối cùng là có thể tiến hành phẫu thuật nếu như bệnh nhân thất bại với tất cả các phương pháp điều trị trên. Về gọt ngoài thực quản, những cái biểu hiện như ho mạn tính, viêm thanh quản do trào ngược và hen có thể coi là cái biểu hiện của gọt ngoài thực quản. Với cơ chế là có thể là lượng trào ngược quá nhiều lên cả vùng hầu họng, có thể do dịch mật bị kích thích hút vào vùng hầu họng. Tuy nhiên, gọt có hiện nay theo hướng dẫn của các hiệp hội tiêu hóa thì thấy rằng gọt có thể chỉ được coi là một yếu tố nguy cơ trong những cái yếu tố nguy cơ gây ra những cái triệu chứng như là hen, gây ra cái bệnh lý về hen, ho mãn tính hay là viêm thanh quản. Và việc đầu tiên là các bác sĩ phải tìm cái nguyên nhân khác trước khi mà chẩn đoán là đây là ho kéo dài là do gọt ngoài thực quản, thì cho bệnh nhân đi soi tai mũi họng. Hen do bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản, triệu chứng ngoài thực quản của gọt thì cần phải cho bệnh nhân đi khám bác sĩ hô hấp hoặc là bác sĩ dị ứng. Người ta cũng tiến hành khuyến cáo là lên cân nhắc đo pH thực quản trước khi điều trị PPI cho những bệnh nhân được cho là có gọt ngoài thực quản nhưng mà lại không có triệu chứng gọt điển hình. Đây là những khuyến cáo được công bố của các hiệp hội tiêu hóa trên thế giới như của Châu Á Thái Bình Dương tuyên bố thứ 38 là một bệnh nhân ho mãn tính, viêm thanh quản kèm theo triệu chứng gọt điển hình thì cần điều trị PPI 2 lần một ngày sau khi đã loại trừ những nguyên nhân không liên quan đến gọt. Hay là khuyến cáo của Hiệp hội Tiêu hóa Mỹ là có thể dùng PPI hoặc kháng H2 1 đến 2 lần một ngày cho những trường hợp nghi ngờ có gọt ngoài thực quản nhưng mà khi mà có kèm triệu chứng của gọt. Tức là một bệnh nhân mà chẩn đoán gọt ngoài thực quản thì người ta rất là đánh giá cao là bệnh nhân có triệu chứng tại thực quản hay không, chứ không phải là một bệnh nhân đến đây mà chỉ có mỗi ho, hen hay là viêm thanh quản không có triệu chứng tại thực quản mà cứ đi chẩn đoán là gọt ngoài thực quản thì không hợp lý. Nghiên cứu của Park và cộng sự thì cũng đã ghi nhận là việc điều trị PPI 2 lần một ngày thì sẽ ưu việt hơn là PPI 1 lần một ngày trong việc kiểm soát ho mãn tính, và cái đáp ứng lâm sàng thì nó có hiệu quả hơn khi mà điều trị một thời gian dài hơn là 4 tháng so với 2 tháng. Về vấn đề gọt ở phụ nữ có thai, như chúng ta đã biết rằng là phụ nữ có thai thì có một nguyên nhân, có một cơ chế như đã nói ở trên là nó sẽ làm tăng cái nguy cơ bị gọt, tức là khi mà tuổi thai nó tăng cao thì áp lực trong ổ bụng tăng và đấy là cái nguyên nhân làm cho cái biểu hiện gọt ở bệnh nhân ở phụ nữ có thai gia tăng. Và cái triệu chứng gọt này thì theo các nghiên cứu thì nó gia tăng dần theo cái tuổi thai, tức là ví dụ như là quý 1, quý 2, quý 3 thì những người ở quý 3 thì có nguy cơ có biểu hiện gọt nhiều hơn ở quý 2 và quý 1, đặc biệt là những người
phụ nữ mà đã có triệu chứng rồi trước khi có thai, về các số liệu và độ an toàn của thuốc để dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú để điều trị ruột hiện nay thì còn rất là nhiều hạn chế. Bởi vì đa số cái độ an toàn và hiệu quả của thuốc sẽ được đánh giá qua những cái nghiên cứu cho bệnh nhân dùng thuốc, sau đó đánh giá về độ an toàn của thuốc, đánh giá về hiệu quả của thuốc. Tuy nhiên về tính đạo đức thì người ta không đưa phụ nữ có thai hay phụ nữ cho con bú ra để làm cái đối tượng nghiên cứu để đưa ra được những cái khuyến cáo chính xác, không rõ ràng thì các bác sĩ thực hiện. Vì vậy là hiện tại thì đối với phụ nữ có thai thì cái việc chế độ ăn và điều chỉnh lối sống được đặt lên hàng đầu và được nhấn mạnh hơn so với cái bệnh nhân gọt thông thường. Đó là bệnh nhân ăn làm các bữa ăn nhỏ 3 giờ một lần, các bữa ăn cuối trước khi đi ngủ thì phải sớm trước khi đi ngủ 3 giờ và nâng cao đầu giường. Một số các cái thuốc như đã nói ở trên là các thuốc tạo thành cái màng tránh trào ngược thành phần từ dạ dày lên thực quản, hay các thuốc trung hòa axit, các thuốc đảo động niêm mạc do nó có tác dụng tại chỗ là chính thì có thể được sử dụng an toàn cho phụ nữ có thai. Tuy nhiên thì các khuyến cáo cũng lưu ý rằng nếu trong cái thuốc này có thành phần là sodium bicarbonate thì nên hạn chế, không nên cho bệnh nhân dùng, bởi vì cái chất này có tác dụng giữ nước, ảnh hưởng đến mẹ và thai. Đối với phụ nữ có thai sau khi đã được điều chỉnh lối sống, được dùng một số thuốc có tác dụng tại chỗ nhưng mà vẫn không thể kiểm soát được triệu chứng thì lúc đấy bác sĩ và bệnh nhân có thể ngồi lại với nhau và sẽ sau khi bác sĩ tư vấn thì có thể khuyến cáo bệnh nhân dùng cái thuốc giảm tiết axit, và người ta sẽ ưu tiên là dùng các thuốc kháng H2 trước, sau đó mới dùng đến PPI. Các thuốc kháng H2 thì khá nhiều, nhưng mà trong đó thì như là ranitidine thì được Hiệp hội Nghiên cứu Thực phẩm và Mỹ xếp vào loại B, tức là cái loại này đã được nghiên cứu trên động vật, không thấy có ảnh hưởng đột biến cho thai, không thấy dị tật thai, tuy nhiên chưa được nghiên cứu trên người. Tương tự như vậy, omeprazole cũng được phân loại là loại B. Và theo các cái kinh nghiệm, các cái báo cáo về hồi cứu sử dụng ở các bệnh nhân thì dữ liệu không được nhiều, nhưng mà thấy nói chung là cũng có thể coi là khá an toàn cho bệnh nhân. Tương tự như vậy, ở phụ nữ cho con bú thì cũng sẽ ưu tiên điều chỉnh lối sống và dùng một số cái thuốc tác dụng tại chỗ. Trên lâm sàng thì tôi khoảng cũng gặp một số các bệnh nhân phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, nhưng mà sau khi mà giải thích đầy đủ cặn kẽ về tác dụng của thuốc, về hiệu quả của thuốc thì đa số là các bác bệnh nhân ấy sẽ lựa chọn dùng chế độ ăn và điều chỉnh lối sống, một số ít lắm thì mới có dùng cái thuốc tại chỗ, còn lại thì hầu như là họ cũng không sẵn sàng để có thể mà điều trị cái thuốc kháng H2 hay là PPI như là các khuyến cáo được sử dụng ở trên. Tóm lại, gọt là một bệnh thường gặp trong lâm sàng. Trong đó thì những cái bệnh nhân gọt mà không có loét thực quản chiếm đa số, các biểu hiện loét tại thực quản thì ít và tỷ lệ biến chứng cũng ít. Được chẩn đoán gọt có thể chẩn đoán dựa trên lâm sàng, có thể hoặc không cần có thể chẩn đoán các cận lâm sàng kèm theo, bao gồm có nội soi dạ dày thực quản, đánh giá chức năng thực quản. Việc gọt ngoài thực quản nên được xác định sau khi đã loại trừ các nguyên nhân khác. Gọt kháng trị thì việc đầu tiên của bác sĩ là đánh giá sự tuân thủ chế độ dùng thuốc PPI của bệnh nhân, sau đó mới tiến hành các thực nghiệm, thí nghiệm, các cái xét nghiệm tiếp để đánh giá thêm. Về điều trị, quan trọng nhất là điều chỉnh lối sống. Đây là một biện pháp được áp dụng đầu tiên và dùng cho tất cả các thể bệnh. PPI là thuốc nền tảng trong điều trị. Việc phối hợp các thuốc khác là tùy thuộc vào từng bệnh nhân và bệnh cảnh lâm sàng. Gọt là một bệnh hay tái phát, trong đó điều trị duy trì bằng thuốc, dùng liều tối thiểu nhất để có thể kiểm soát triệu chứng, bao gồm cả điều trị từng đợt và điều trị theo cầu. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý vị đồng vị.